chắc hẳn sẽ không bao giờ quên bạch xà trường. Đây là sản phẩm sáng tác tâm tình của dân gian, nội dung sẽ quanh câu chuyện tình yêu của bạch xà tinh với người phụ nữ và chàng trai dân gian Hứa Phiên. Không dừng ở đó, câu chuyện còn mang tính nhân văn sâu sắc. Các nhân vật ngoài vật cũng có thể có cơ hội để làm được một cái tấm chân tình đã được làm người thì phải biết trân trọng cuộc đời ngắn ngủi này, phải sống đúng với đạo của người, đúng với tấm chân tình mà mọi người đã dành cho nhau. Và đây cũng chính là thông điệp của ngành trung học muốn gửi đến quý vị khán giả, quý thầy cô, các bạn thông qua tiết mục nghệ thuật và xa truyền.
chương trình Trung Quốc Ngọc. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin cảm ơn rất nhiều.